Trong cuộc họp với các bộ trưởng diễn ra mới đây, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng xét kiện chính phủ Ukraine nếu nước này không trả nợ đúng hạn cho Nga. Nga đồng thời chỉ trích quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã dung túng cho Ukraine. IMF từng tuyên bố sẽ tiếp tục viện trợ cho các quốc gia đang nợ nần ngay cả khi các nước này không trả được nợ đúng hạn cho các chủ nợ quốc tế. Chính phủ Nga chỉ trích tuyên bố này đã mở ra một đường thoái lui để Ukraine tránh né trả khoản nợ trái phiếu 3 tỷ đô la đến hạn vào ngày 20 tháng 12 sắp tới. Nếu Ukraine tự tin vào khả năng chi trả của quốc gia trong năm nay, năm sau và bốn năm tới, thì họ phải trả được khoản nợ với Nga, nếu không hãy kiện họ ra tòa án quốc tế. Khoản nợ trái phiếu 3 tỷ đô la là khoản nợ mà cựu tổng thống Ukraine ông Viktor Yanukovych đã vay Nga chỉ hai tháng trước khi ông bị lật đổ. Mới đây, chính phủ mới của Ukraine đã thành công trong việc kêu gọi viện trợ từ IMF và đạt thỏa thuận gia hạn nợ với các chủ nợ quốc tế, chỉ trừ Nga. Bộ trưởng Tài chính Nga ông Anton Silonov cho biết, hiện tại sẽ cung cấp cho Ukraine hai phương án, một là trả dứt 3 tỷ đô la trong vòng 10 ngày, từ 20 đến ngày 30 tháng 12, hoặc là trả dần trong vòng 3 năm, mỗi năm 1 tỷ đô la. Nếu Ukraine không đồng ý, Nga sẽ kiện Ukraine ra tòa án quốc tế.